Cũng trong dịp này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm và tặng quà Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tới thăm chúc Tết và tặng quà cán bộ, nhân viên và các đối tượng đang sống tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ân cần thăm hỏi và động viên các đối tượng đang sinh sống và học tập tại đây. Đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng để các đối tượng được thụ hưởng các dịch vụ xã hội tốt nhất. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần quan tâm chăm lo đến đời sống của người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các cán bộ, nhân viên, các đối tượng tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh đón một cái Tết vui tươi, an lành và hạnh phúc. Cũng nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã đến thăm tặng quà Tết gia đình thân nhân liệt sĩ Đinh Văn Bình ở tổ 14 phường Nguyễn Thái Học, gia đình thương binh 4/4 Trần Tiến Minh ở tổ 2 phường Nguyễn Thái Học và gia đình bà Nguyễn Thị Liên là hộ nghèo ở thôn Đông Thịnh, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình sống vui, sống khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón xuân vui vẻ, an toàn và hạnh phúc.